nóng đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là bây giờ anh sẽ có một cái quà này cho em. Đi. Thôi kỳ thôi kệ. À, trời ơi từ từ Phúc ơi, từ từ nè, trời ơi. Nhìn đi. Coi chỗ này chỗ nào. Trời ơi. Mình đang ở đâu vậy Phúc? Giờ đoán đi, sao hỏi liền đoán đi. Trời ơi ta. Ở đây nè nha, có võng nè, có dù nè. Dĩ nhiên là tụi mình ở biển. Trời nói vậy chết quá. Tại vì Nhã nói nóng cho nên là Phước sẽ dẫn Nhã đi du lịch ở Phú Quốc, ở một cái hòn đảo mà được mệnh danh là đảo Ngọc của Việt Nam, để mà xua tan đi cái nóng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đó là Theo Dấu Sao. Trong chuyên mục này thì các bạn sẽ được cùng Sao đi đến các địa điểm khác nhau. Và ở mỗi địa điểm đó thì các bạn sẽ được chia sẻ những bí quyết, những kỷ niệm rất là thú vị cùng với những ngôi sao của mình. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em xinh tươi, đôi môi cười hoa thắm. Thôi được rồi. Không hiểu sao mà tự nhiên yêu đời dữ vậy? Tại vì anh vừa mới được đi du lịch về. Thì đây nè, trong phong kỳ thì thôi đúng không? Phú Quốc nè. Không, anh vừa mới đi Phú Quốc về thiệt. Thiệt luôn á hả? Bởi vậy hôm nay trong chương trình Theo Dấu Sao này nè, anh muốn gặp Nhã để mà chia sẻ bí quyết không? Kinh nghiệm đi phượt cho em. Để coi nha, để mà mình đi du lịch biển nè, nói chung hay là đi tới Phú Quốc nói riêng á, thì anh sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái gì? Anh thấy là đa số mọi người đi du lịch á, hay như em là anh cũng có ưng cái bộ đồ đi biển của em hôm nay đâu. Không ưng là sao? Rườm rà quá. Không, em thấy nó đẹp. Anh mà đi biển á là chỉ áo thun nè, quần sọt thôi. À rồi, nhắc tới cái cho quần nó... Khoan anh, nhắc tới cái quần mới nhớ. Mấy bạn kinh nghiệm là phải đi những cái quần như thế này. Ủa, đi biển là có mặt trời rồi này kia, mặc quần vậy là quá hợp style luôn rồi, thấy không? Nè, anh đi biển thì thường là những cái vật dụng cá nhân thì mình không nói đúng không? Còn về trang phục thì anh nghĩ là mình nên thoải mái thôi. Anh thì anh thích áo thun, quần sọ này kia, dép kẹp đồ này nọ, thì khi ra biển mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Chẳng hạn như là mình đi ra biển xong mình thích là mình xuống tắm, xong rồi mình sẽ lên này kia, thì một chút thì nó cũng sẽ khô, hoặc là như vậy thì mình sẽ thoải mái để tham gia các hoạt động vui chơi khác. Chứ mặc đồ rườm rà như em thì là anh không ưa rồi nè. Nhìn gì là không hợp. Không anh, em nghĩ là phụ nữ đi ra biển đúng không, đó là phải thước tha, phải đẹp cho mấy anh nhìn. Em nghĩ là cái thứ mà không thể thiếu nữa đó là em đi biển là em để cho mấy anh nhìn, hay là em muốn đi tắm biển? Vậy em nói thẳng đi, tắm biển là một phần, còn thứ hai cũng là muốn đẹp nữa. Con gái ai mà chẳng thích đẹp đúng không anh? Trời, phụ nữ là ai cũng thích đẹp hết. Mà em nghĩ điều quan trọng nè, mang theo đồ thoáng mát nè đúng không? Em lanh quá, em lanh quá. Không, em nghĩ là con gái còn thiếu nè anh, thì có nón mũ nè, kem chống nắng nè, kính mát nữa. Đúng rồi. Còn gì nữa ạ? Thôi bây giờ anh nói rồi, cái đi ra Phú Quốc như thế nào ha? Bây giờ em muốn biết kinh nghiệm rồi đó. Hành trang là xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ra Phú Quốc đúng không? Anh tới Phú Quốc thì có cái gì để mà mình có những cái địa điểm nào mà bắt buộc mình phải tới đó mình chơi, nếu mà không chơi là làm tiếc nửa cuộc đời không anh? Khi mà đến Phú Quốc á thì theo anh nghĩ thì đầu tiên mọi người sẽ muốn đi tắm biển là chắc chắn đúng không? Ví dụ em đi Phú Quốc thì em muốn đi tắm biển đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều bãi khác nhau, nhưng mà trong một cái thời gian gói ghém thì em không thể nào đi hết được. Thì theo kinh nghiệm của anh, nếu như mà em tới Phú Quốc á thì em chỉ nên đi 2 bãi thôi. Thì anh nghĩ là 2 bãi mà đẹp nhất đó là bãi Đông Dương và bãi Sao. Thì và theo anh là bãi Sao là đẹp nhất á, nhưng mà em cũng nên đi thử. Bãi Đông Dương thì em sẽ không tắm được tại vì nó có rất là nhiều đá. Còn bãi Sao thì tại vì đây là một cái bãi biển mà nó rất là đẹp, cát thì trắng và nước thì rất là trong, và em có thể thấy được những con ốc đồ ở dưới luôn. Và anh nghĩ nó rất là nên thơ và rất là hợp nếu như mà em đi với người yêu này kia thì Vậy anh ơi, ngoài 2 cái địa điểm đó thì em không biết là ở Phú Quốc á, là vùng biển nè, hải sản thì chắc chắn phải ngon rồi đúng không? Nhưng mà cái món ăn nào là đặc trưng ở đó không? Theo anh thì hải sản thì ở Sài Gòn này mình cũng ăn nhiều rồi. Nhưng mà nếu mình ra Phú Quốc á thì nó sẽ được một cái lợi là hải sản rất là rẻ, tại vì ngay biển mà nó rẻ. Và cái anh nghĩ là một cái món rất là ngon ở đó, đó là gỏi cá trích. Và gỏi cá trích mà nếu mà em xem ở trên mạng này kia thì gỏi cá trích thì đơn giản chỉ là một món trộn đó này kia. Nhưng nếu em ra tới đó thì người dân địa phương sẽ giới thiệu cho em một cái món khác, đó là cá trích nhúng giấm và cuộn với bánh tráng, rau, đồ ăn.
thì nó rất là hấp dẫn. Trời, cái món gỏi cá trích này nè làm cho em sực nhớ tới một cái món gỏi ở ngoài Nha Trang quê em, đó là gỏi cá mai. Đó, đó đúng, 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 đúng không? Giống giống đúng không? Đúng. Và còn một cái nữa đó là còi biên mai. Còi biên mai. Còi biên mai nó giống như là một con sò bình thường của mình thôi, nhưng mà cái thịt của nó rất là ít và em phải rút nó ra như vậy. Thì thường là ăn ngoài đó người ta cũng sẽ làm những cái món rất là thông dụng, đó là nướng lên hoặc là làm với mỡ hành. Và một cái đặc sản nữa mà khi mà em tới đó em không chỉ thưởng thức ở đó mà em có thể mua về nhà được, đó là hạt tiêu và rượu sim. Rượu sim ha. Từ trái sim đúng không anh? Đúng rồi. Trời mấy bạn ơi, nãy giờ nghe thì có vẻ như Phước chia sẻ rất là nhiều thông tin, nhưng mà những cái thông tin này thì em như Phước thấy là em chỉ cảm nhận nghe vậy thôi, chứ bây giờ em muốn biết đó là khi mà tới đó thì những cái trải nghiệm thật sự của Phước là như thế nào. Em muốn đi sâu hơn đúng không? Đúng rồi, em muốn đi sâu hơn. Sâu hơn. Khi mà anh đi Phú Quốc á thì anh có hai cái ấn tượng, ba cái ấn tượng chứ. Đặc biệt nhất ba cái mà em khó quên đó là buổi tối khi mà ở Phú Quốc á thì nó sẽ không giống như Sài Gòn của mình có nhiều địa điểm đi chơi đâu. Nhưng mà nếu mà em đi chung với một nhóm bạn á thì em có thể ra ngoài cái bãi Dinh Cậu á, ngay chỗ cái đền Dinh Cậu ở đó và bãi biển ở đó, bãi biển ở dưới, và em có thể ngồi ăn cà ná hoặc là ăn hải sản và nhậu rượu sim hoặc là nhậu bia bọt này kia thì nó sẽ rất là thú vị. Tại vì đó là đặc sản ở dưới đó. Rồi. Và liên thông với cái đó, khi mà anh nhớ là bữa đó anh nhậu xong á thì là gần là hình như là gần 8 giờ. Nếu mà theo mình ở Sài Gòn thì cái giờ đó là một cái còn sớm lắm, nó không có gì hết. Nhưng mà ở Phú Quốc thì ở đảo mà người ta đi ngủ gần hết rồi và cái đảo rất là vắng. Và anh nhớ là trên cái đường đi về, tại vì như anh nói em là ở Phú Quốc người ta nuôi rất là nhiều chó. Thì khi mà em đi về, anh đi về trên cái con đường khuya mà về nhà mới có 8 giờ thôi, thì chó tất cả các phía nó bu ra trên đường, em tưởng tượng giống như là zombie vậy đó. Nó bu ra vậy nè mà nó sổ rất là lớn. Và chó đó không thường, em sẽ nghĩ là đó là chó không có chủ, nhưng thật sự ra là chó có chủ đàng hoàng. Nhưng mà nó rất là nhiều, tại vì cái đảo đó là cái đảo nuôi chó. Tất cả mọi nhà ít nhất anh nghĩ cũng phải có chó một con trở lên. Em nghĩ mà anh đi giữa một rừng chó thì như thế nào? Em biết là cái cảm giác nó rất là sợ, em không biết là con nào nó sẽ vồ cho em. Đúng rồi, nó có vồ anh không anh? Nó sủa thôi chứ nó không vồ thì giờ anh không ở đây đâu em. Không biết đâu cắn ở đâu đó. Còn cái thứ ba nữa đó là khi mà đến Phú Quốc á thì cái phương tiện di chuyển của em sẽ là xe máy. Và đặc biệt là em sẽ không sợ phải mất xe. Tại sao anh? Tại vì trên đảo nó đâu có thoát được đi đâu đâu em. Các bạn ơi, vậy là 30 phút đồng hành cùng chàng trai hiền hiền, lành lành, xinh xinh, lụi lụi Phạm Hồng Phước đến với biển Phú Quốc đầy nắng gió rất mặn và đầy mắm Phú Quốc nữa. Hôm nay tham dự Sao AZ thì tâm can có làm sao, bao nhiêu thì cũng đã tâm tình đã hết rồi. Thì chỉ có hai điều Phước mong đó là trên chặng đường nghệ thuật sắp tới thì khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ cho những sản phẩm âm nhạc của Phước. Và cái thứ hai nữa là khán giả hãy đón xem Sao AZ trên Gia TV để ủng hộ cho cả Nhã và cả Phước nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chương trình cũng đã hết rồi. Bây giờ thì Nhã với Phước sẽ đi tắm biển đây. Bye, đi. Play your news.